Nhà tao giàu. Này các cậu, đây là chiếc ô tô điều khiển từ xa. Bố tớ mua cho tớ đó. Đem tớ biểu diễn bằng siêu tốc độ đây. Ôi! Các cậu xem tớ trêu thằng Tú nè. Thằng này nó lành lắm. Ừ, trêu nó đi cho vui. Ê, Tú, cầm giúp cái ô tô lại đây cho tớ với. Ừ. Anh vô lại dở trò trêu bạn rồi. Thật là... Con mèo thật ngốc nghếch. Để con chuột nó chơi khăm thế kia. Em mà là con mèo thì sẽ bực lắm luôn. Thế mà có người chả biết bực đâu. Ý anh bảo anh Tú chứ gì. Chẳng qua anh ấy hiền thôi. Chứ mà người khác thì anh bị quánh cho nhường tử rồi. Vậy hả? Vậy có khi anh phải xin lỗi Tú rồi. Giờ em qua bảo Tú sang đây nha. Anh có cái này muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Có thật không vậy? Anh đừng có bày trò gì đó. Em đi gọi anh ấy đây. Rồi, đi đi, yên tâm. Tự dưng vô gọi anh sang có việc gì? Em cũng không biết. Anh ấy bảo có thứ gì bất ngờ muốn dành cho anh thôi. Cậu vào đây, có mấy quả táo định mời cậu ăn thôi. Coi như là lời xin lỗi vụ hôm qua tới trêu cậu mà. À, không có gì, tớ có giận gì đâu. À, mà quên, táo tớ để ở trong nhà tắm. Cậu vào lấy hộ tớ, súng đi lấy một canh đi. Cậu đã bị lừa. Sao không? Đúng là ngốc mà. Tú ngốc. Anh thật quá đáng. Nếu biết trước như thế này, em chả sơn gọi anh ấy làm gì. Có gì đâu, vui mà. Tú nó có sao đâu. Anh vô chả bao giờ chịu hiểu cho người khác. Phải làm điều gì đó để anh ấy sáng mắt ra mới được. Vô, có cái này cho anh này. Có người tặng quà cho anh nè. Quà cho anh ư? Đưa đây. Chắc bố lại mua gì cho anh chứ gì. Anh đừng có bốc trần ra như vậy. Anh chỉ được thò tay vào lấy ra thôi. À, đau quá. Ôi, thằng vô bị lừa rồi. Đau quá. Nhìn cái mặt nó kìa. Buồn cười quá đi. Đau quá. Sống. Anh làm vậy cho nên em... À, hóa ra thằng Tú bảo em trả đũa anh hả? Được rồi, để anh đi tìm nó cho nó biết tay. Anh ơi, đứng lại nghe em nói đã. Anh vô, dừng lại. Anh Tú không biết việc này đâu. Là do em tự làm, chính em ư? Sao em dám? Em có biết em làm anh cảm thấy xấu hổ với mọi người thế nào không? Anh thấy rất khó chịu. Mọi người cười chê anh. Nhìn anh như thằng ngốc vậy. Anh ơi, lúc anh Tú bị anh trêu, anh ấy cũng cảm thấy như vậy đó. Anh Tú, tớ xin lỗi. Cảm giác bị người khác lấy ra làm trò cười thật không dễ chịu chút nào. Từ giờ tớ sẽ không đẩy ai vào tình huống đó nữa. Ừ, tớ tin cậu. Bài học đáng nhớ. Đường xá gì mà khó đi thế?
đang vội lại còn hạn chế tốc độ. Bực mình quá đi, đi nhanh chút cho hết đoạn đường khó vậy. Chị đi gì mà nhanh vậy? Nên chú ý chút chứ, đau quá. Anh mới là người phải chú ý thì có. Tự dưng đang đi, tôi lại dừng xe nhường đường cho anh hả? Vô lý vừa thôi. Lên xe, nhanh, mất thời gian quá. Chị này thật là... Anh phải cố gắng ăn uống để chóng hồi phục nhé. Một mình em trăm công ngàn việc, không biết phải xoay sở thế nào nữa. Thời gian này em chịu vất vả rồi. Anh nằm viện khiến em phải lo mọi việc gia đình, con cái, tiền bạc, thật khổ thân cho em. Ba ơi, vừa nãy mẹ và con bị đụng xe đấy. Hả? Đụng xe thế nào? Hai mẹ con có sao không? Thật là xui xẻo. Anh mới bị tai nạn xe thì mẹ con em lại bị va chạm xe máy. May mà không sao cả. Bây giờ đi lại trên đường sao mà nguy hiểm thế? Anh biết là em rất bận, nhưng em cố gắng đi lại phải thật cẩn thận. Mà người ta đã tìm ra kẻ gây tai nạn rồi bỏ chạy chứ anh? Thật là vô ý thức, vô trách nhiệm. Hại anh liệt giường thế này mà nỡ trốn đi. Vẫn chưa em à, biết thế nào được. Ủa, mà sao bác sĩ vẫn chưa thăm bệnh nhỉ? Hình như hôm nay anh sẽ thay băng. Có lẽ em không chờ gặp bác sĩ được rồi. Bây giờ em phải qua nhà anh hai hỏi tiền. Không mượn được thì đến những chỗ khác. Viện phí và thuốc men đã lo đủ đâu. Bác sĩ à, anh nên nghỉ ngơi và nhờ các bác sĩ khác làm thay thì hơn. Không sao đâu, bệnh nhân cần tôi hơn là tôi cần đi nghỉ. Bác sĩ, ồ, thì ra chị là người nhà bệnh nhân. Ba ơi, đây là người đụng xe với mẹ lúc nãy đó. Vậy sao? Bác sĩ, tôi không ngờ anh lại bị thương nặng thế này. Tôi và cháu không sao, tôi cứ nghĩ anh cũng không sao. Chị yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu. Bác sĩ à, cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Tôi đang rất vội và lúc nào cũng rất bực mình và đau đầu. Tôi khám bệnh cho anh nhà và có hỏi thăm chuyện gia đình. Giờ biết chị là vợ anh ấy, tôi rất hiểu. Anh nằm viện thế này, chị phải lo toan, gánh vác mọi thứ. Tôi rất thông cảm với sự nóng nảy, vội vã của chị. Cảm ơn bác sĩ. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật hơi quá. Đã không hỏi thăm anh được một lời, lại còn lớn tiếng. Tôi lại đang đi nhanh, đường thì hạn chế tốc độ. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua. Hy vọng từ nay gặp chuyện gì chị cũng bình tĩnh, kiên nhẫn và tuân thủ quy tắc, luật lệ để giải quyết. Em à, bác sĩ nói đúng đó. Nếu em bình tĩnh, không vội vàng đi nhanh, chắc không xảy ra sự việc đáng tiếc này đâu. Những việc khác cũng thế. Bình tĩnh, kiên nhẫn, mình sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Tôi thấy chúng ta cũng cần biết quan tâm người khác nhiều hơn nữa. Như khi tai nạn xảy ra mà có mọi người cùng xuống vào giúp đỡ thì sẽ không chỉ giảm bớt thiệt hại mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn. Vâng, đúng vậy bác sĩ à. Tham thì thâm. Đây là 800 lạng bạc, ông bán con lừa ấy cho tôi nhé. Không, tôi không bán đâu. Hôm trước có người trả tôi 1.000 lạng, tôi còn không bán nữa là. 1.000 lạng? Được, nếu vậy tôi trả ông thêm 200 nữa nhé. Bán cho tôi con lừa đó đi. Tôi đã nói là không bán mà. Con lừa của tôi rất quý, nó là giống lừa Ấn Độ, vừa đẹp mã lại khỏe mạnh. Cả cái huyện này không có con thứ hai. Có đưa tôi 2.000 lạng, chưa chắc tôi đã bán. Bao nhiêu người hỏi mua mà tao không bán mày đi đấy. Phải ráng mà làm việc chăm chỉ cho tao nghe chưa. Ăn đi rồi lên chợ huyện sắm Tết với tao. Chợ ngày Tết có khác, đông vui náo nhiệt gớm. Mời các bác mua gạo. Nếp loại 1 đấy,
Gói bánh chỉ có mềm và thơm ngất. À, quả là rất ngon. Cho tôi 30 cân. À, 40 cân. Gói bánh không hết để ăn dần. Mấy khi gặp được gạo ngon. Vâng vâng, có ngay. À, đỗ xanh. Đỗ ngon đâu? Dạ, có đây. Hạt mẩy chắc nhất chợ đây. Cho 10 cân. Bán cho tôi 10 cân khoai. Liệu con lừa này có chở được không? Tôi thấy nhiều đồ quá rồi. Hay để lần sau quay lại rồi mua. Không sao, bà cứ yên tâm. Con lừa của tôi khỏe lắm. Làm sao có con lừa nào sánh được với mày chứ? 2000 lạng bạc cũng không mua nổi. Về thôi. Đúng là con lừa quý, mang vác được bao nhiêu thứ. Thật bỏ một lần lên chợ huyện. Trời, xúc vải này mà chỉ còn 10 đồng thôi sao? Chắc gã này cần tiền quá nên phải bán vội. Phải mua ngay kẻo có người khác mua mất. Sao thế? Cái này thì bỏ bèn gì với sức của mày? Ô, bắp ai làm rơi thế nhỉ? Số mình may mắn ghê, chỗ bắp ấy cũng đủ ăn cả mùa chứ ít à. Nhưng liệu nó có chở được không nhỉ? Không khéo nặng quá không đi nổi thì... Chắc nó không sao đâu, cứ lấy về kẻo phí. Chở thêm nốt chỗ bắp này thôi, sắp về tới nhà rồi. Trời, mày làm sao thế? Mày chết. Chết rồi à? Trời ơi, con lừa của tôi, mấy ngàn lạng bạc của tôi. Còn số hàng hóa này nữa, làm sao trở về bây giờ? Trong cơn hỏa hoạn. Chào giáo sư. Chào anh. Này Willy, anh có biết công việc của mình có ý nghĩa thế nào không? Tôi chỉ là một anh bảo vệ thưa giáo sư. Tôi có trách nhiệm trông coi và bảo vệ tài sản ở bảo tàng này. Đúng. Nhưng anh có biết rằng anh đang bảo vệ những kiệt tác của nhân loại đấy. Anh có biết giá trị của những bức tranh treo trên kia không? Thưa ngài, chắc là chúng rất đắt. Đúng, tất cả những bức tranh ở đây đều có những họa sĩ thiên tài. Chúng đều là những đỉnh cao hội họa. Anh có hiểu đỉnh cao hội họa là thế nào không? Dạ, không ạ. Thật đáng tiếc, hàng ngày anh được ngắm nhìn những tác phẩm hội họa đỉnh cao của mọi thời đại, nhưng lại chẳng biết gì về chúng. Thật đáng tiếc. Chuyện gì thế nhỉ? Hình như là tiếng còi báo cháy. Giáo sư, ở tầng hầm đang có cháy lớn, lửa sắp lan tới đây. Lan, phải cứu lấy tất cả những tác phẩm nghệ thuật, nhanh lên. Dạ, thưa giáo sư. Nhanh hoa hạnh nhân của Vincent Van Gogh, hay mùa thu vàng của Levitan, không, bức họa mùa xuân của Pierre Auguste, một biểu tượng của nghệ thuật đương đại thế kỷ 19, không thể để nó bị cháy thành tro bụi được. Anh bảo vệ đâu rồi? Cậu hãy cứu những bức tranh giá trị nhất trước. Bức này xét về tính tiêu biểu thì không được. Mùa xuân của Pierre Auguste. Sao anh lại thiếu hiểu biết về hội họa thế chứ?
ta phải cứu bằng được bức tranh bí ẩn kia. Nhân loại không thể mất đi một tác phẩm giá trị như vậy được. Willy, cứu bức tranh trên kia trước đi. Giáo sư, ông ra khỏi đây ngay. Giáo sư, ông ra khỏi đi ngay. Thưa giáo sư, đây là bức tranh cuối cùng. Tất cả các tác phẩm đều đã được cứu. Các cậu nhanh thật. Tôi đúng là già rồi. Luôn cuốn mãi, cuối cùng chẳng ôm được bức tranh nào ra. Lại còn phải nhờ cậu dìu ra đây. Ấy là gì giáo sư? Cứ cần đo nặng nhẹ hơn kém. Chúng tôi chẳng hiểu gì về hội họa, nhưng thấy bức nào cũng đều quý giá cả. Lúc cấp bách, cái nào ở gần thì cứu trước. Sự hối tiếc muộn màng. Ồ, một đàn gà rừng béo mập. Đuổi gà này nhanh quá, mình không thể bắt được con nào cả. Cứ đuổi theo chúng thế này không phải là cách hay. Mình phải nghĩ ra cách gì mới được. Xem nào. Thành công rồi. Cái thùng này dư sức chứa được cả đàn gà rừng kia. Mình đợi cho chúng vào thùng hết, rồi kéo sợi dây đóng nắp thùng lại là ung dung bê về nhà. Nếu như cả hai con gà kia cũng chui vào bẫy, thì cả tuần tới mình sẽ không phải lo cái ăn nữa. Chờ thêm một lát xem sao. Sao hai con gà kia cứ nhởn nhơ như vậy cơ chứ? Mau mau chui vào thùng đi, để ta còn cho đóng sập nắp thùng. Trời ơi, thế là hụt mất một con rồi. Bây giờ chỉ cần một con gà đi vào thùng nữa là mình sẽ sập nắp thùng lại ngay lập tức. Ôi trời, biết thế thì mình đã mặc xác hai con gà rừng kia mà đóng nắp thùng lại luôn thì có phải là hơn không cơ chứ? Ồ, con gà cứng đầu kia cuối cùng cũng đã mổ ngô. Đợi mày vào thùng xong là ông sẽ đóng nắp thùng lại ngay. Trời ơi, còn mỗi một con trong thùng sao? Hả? Sao chúng mày lại đi ra hết là sao? Trời,
Sao mà mình ngu thế chứ? Cứ đợi hai con vào nốt thùng mới cho sập bẫy. Đến bây giờ thì một hạt ngô cũng không còn, huống chi là gà nữa chứ. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.